Mà khỏe mạnh phải là tất cả mọi thứ đều khỏe mạnh hết. Cái vỏ cái nho cũng có rất nhiều chất bổ. Cho nên mình nghĩ nếu mà trong trường hợp mình được thì mình nho, táo cũng nên giữ lại. Nha. Khi mình đi kiểm tra tổng quát thì lúc nào bác sĩ cũng đo đường. Thì tại sao bác sĩ đo đường? Tại vì tiểu đường là một trong những cái bệnh đầu tiên, những cái bệnh dẫn đầu trong cộng đồng người châu Á nói riêng và cả nước Mỹ mình nói chung, trên thế giới nói chung. Đó là một trong những cái bệnh mà chúng ta có thể phòng ngừa được khi mà chúng ta biết được cách làm sao ăn uống khỏe mạnh. Ở đây thì Yến có ba cái hình là chúng ta có thể nghĩ đến khi mà nói tới khỏe mạnh á. Một cái tư tưởng khỏe mạnh, suy nghĩ tới những cái chuyện khỏe mạnh, một cái cơ thể khỏe mạnh và một cái tinh thần khỏe khoắn. Thứ nhất là mình phải lựa chọn những cái thực phẩm nào để mình ăn. Thứ nhì là chúng ta phải nghĩ đến cái sức khỏe thể chất, tức là mình sẽ vận động như thế nào, sức khỏe về tâm thần và xung quanh, những người xung quanh chúng ta giúp đỡ chúng ta về vấn đề đó như thế nào, và sức khỏe về tài chính, tức là cái khả năng về tài chính của mình nó như thế nào. Thì cái này là một cái bảng mà cân bằng cái dinh dưỡng của mình. Bao nhiêu trái cây, bao nhiêu rau, bao nhiêu cái gì đó chúng ta cần phải ăn. Thì nếu chúng ta có thể tuân theo được một cái bảng như vậy thì chúng ta sẽ có thể đi tới một cái chỗ là chúng ta sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái dáng đẹp, và chúng ta sẽ có được một cái tinh thần khỏe, một cái tinh thần thật là tốt để mà mình có thể mà mình phục vụ cho chính mình, phục vụ cho gia đình, mình lo cho gia đình và những cái yêu cầu khác mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống của mình. Cô chú hạn chế những cái đồ thực phẩm đã chế biến, tức là những cái đồ mà người ta làm sẵn rồi, người ta để trong tủ đông và mình mua về mình chỉ có chiên xào lên ăn hay hấp lên ăn, thì mình hạn chế những cái món đó. Thay vì là mình nướng những cái cục sườn nướng rất là nhiều dầu mỡ hoặc là những miếng thịt bò rất là nhiều dầu mỡ, thì mình thay vào đó là những miếng thịt nạc với là những cái rau củ, thì mình có thể là mình làm những cái que xiên như vậy mình nướng thì nhìn nó cũng rất là hấp dẫn. Và khi mà mình ướp nước màu thì mình cũng nhớ là mình giảm cái lượng nước màu lại để cho cái lượng đường nó cũng giảm lại. Một số cái nữa là mình bị hiểu lầm, đó là khi mà mình ninh nhừ thức ăn xong rồi á thì mình hay làm thêm một cái nước sốt để mình chan lên trên, thì cái nước sốt đó nó có vị ngọt và vô tình nó cũng tăng cái lượng đường trong cái thực phẩm của mình ăn. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây có một cái tô phở rất là ngon. Thì khi mà mình ăn phở như vậy, chịu khó bỏ thêm giá, bỏ thêm rau, bỏ thêm nhiều thứ nữa, cũng như khi mình ăn súp thì mình bỏ thêm nhiều rau, nhiều củ vô để mà mình có thể tăng cường được chất xơ. Thì chúng ta cũng biết là chất xơ nó sẽ giúp cho quý vị sẽ mau no hơn, và mình sẽ không ăn quá nhiều, quá cái mức mà mình có thể là dung nạp được của cơ thể của mình, và nó sẽ giúp cho mình không có ăn quá nhiều vào những cái món khác. Thì chúng ta thấy là những cái món mà mình rất là thích là nó cung cấp nhiều chất xơ cho mình.
lần nữa thì công ty Sodexo họ muốn gửi cái thông điệp đến, thì các anh chị, các cô chú có thể là nếu mà mình có thể sử dụng một cái điện thoại thông minh để mình có thể truy cập vô trong www.myphone.sodexo.com, thì cái website này có thể giúp cho chúng ta có được những cái thông tin. Họ có cả những cái thực đơn để mà mình có thể làm thử ở nhà, trong đó có những cái thực đơn mà ngày hôm nay chúng ta nếm thử nữa. Cái nhãn dinh dưỡng này chắc là ai cũng không, nó rất là quen thuộc với mọi người. Thì cái nhãn dinh dưỡng này nhìn vô không biết nó nói cái gì. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta có cái bảng này trong mỗi cái túi, chúng ta có thể biết được cái bảng này nó nói cái gì, và chúng ta có thể kiểm tra được cái khẩu phần ăn, cái số phần ăn của mình hạn chế những cái loại chất béo nào, và mình ăn như thế nào là đầy đủ cho một ngày của mình. Và khi mà mình tìm những cái nhãn thực phẩm này thì mình tìm những cái nhãn, những cái món nào mà nó không có cái chất béo chuyển hóa, hoặc là không có những cái loại mà dầu sản xuất bằng cái công nghệ hydro hóa, thì như vậy á thì nó sẽ giúp cho cái sức khỏe mình tốt hơn khi mình chọn những cái thực phẩm đó, là những cái thực phẩm nó khỏe mạnh hơn. Thì dựa vào cái bảng này chúng ta có thể chọn được những cái loại thức ăn mà nó khỏe mạnh hơn cho mình. Thì bây giờ mình nói tới từng cái món ở trên cái bảng thông tin này. Thứ nhất là cái chất béo. Thì ở đây nói tới chất béo thì chắc cô chú cũng biết là cái này là cái mà không có ai muốn ăn nhiều, nhưng mà nó lại rất là kích thích cái khẩu vị của mình. Thì cái chất béo á, thì tại sao cái số lượng chất béo nó lại quan trọng trong bữa ăn của mình? Tại vì chất béo nếu mà chúng ta ăn quá nhiều á, thì nó sẽ gây nên cái nguy cơ bị tim mạch và đột quỵ. Thì do là cái chất béo khi mà nó vô trong cái động mạch của mình á, nó không có đi ra hết được, mình không có đưa ra ngoài cơ thể mình hết, thì nó sẽ bám vào những cái thành động mạch, và lâu ngày thì nó sẽ gây nên cái sự tắc nghẽn động mạch của mình và gây nên là đột quỵ. Bữa mà chúng ta nói đến hôm nay đó là muối. Thì khẩu phần ăn, thì mỗi cái khẩu phần ăn mà khi mà mình chọn, mình mua, thì mình coi cái khẩu phần ăn hôm nay, hoặc là nhiều khi mình đi vô mấy cái nhà hàng á, thì nhà hàng họ hay ghi là bao nhiêu muối, bao nhiêu calorie hay là cái gì đó. Thì chúng ta có thể dựa vô đó để chúng ta chọn cái thức ăn nó đúng với cái khẩu phần của mình thì mình chọn. Tuy là Hiệp hội FDA là khuyên là hạn chế như vậy, nhưng mà nếu mà những cái người mà nằm ở trong cái danh mục này thì chúng ta phải hạn chế hơn nữa. Thứ nhất là trên 51 tuổi, thứ nhì là những cái người huyết áp cao, thứ ba là những người bị bệnh tiểu đường, và thứ tư là những người bị bệnh thận mãn tính. Có thể nói là chắc là ít có người nào bị thiếu muối lắm. Thường thường là mình toàn là huyết áp cao là do mình ăn quá mặn. Thành thử ra nếu chúng ta nằm trong bốn cái danh sách này thì chúng ta càng giảm cái lượng muối mình lại nữa thì nó càng tốt cho sức khỏe của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tinh bột. Thì cái tinh bột là cái năng lượng mà nó làm việc trong cơ thể của mình, nó giúp cho cơ thể của mình chuyển hóa. Giống như là mình đổ xăng mỗi ngày để mình đi xe vậy, thì cái tinh bột nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó làm việc. Các loại tinh bột mà mình ăn mỗi ngày đó là 225 cho tới 325 gram. Đó là đủ cho cơ thể của mỗi người. Hướng dẫn ăn uống dành cho người Mỹ thì đề nghị rằng là tinh bột chỉ cần 45 tới 65 tổng calorie hàng ngày của mình thôi, đừng có cao hơn nữa. Cho nên nhớ là khi bác sĩ nói là bớt ăn cơm là thì mình đừng có nghĩ là thôi tôi bớt ăn cơm, ngày mai tôi ăn bún thì hoặc là tôi ăn thêm bánh mì hay như thế nào đó, thì nó cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ tất cả những cái đó nó cũng bà con với nhau hết. Bây giờ chúng ta nói về nước thì chúng ta thấy là nước là cái tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong cái cơ thể của mình. Thì chúng ta thấy là não nè, máu nè, cơ bắp nè, xương nè chiếm cái lượng nước rất là nhiều trong cơ thể. Và chúng ta cũng thấy là ở đây họ khuyên là ít nhất thì chúng ta uống 8 ly nước mỗi ngày. Thì có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, tùy theo cơ địa mỗi người, cũng như tùy theo cái cuộc sống của mình, tùy theo cái thói quen của mình. Nó giúp cho cái cơ thể mình nó vận hành nó tốt hơn nha. Và cũng nói thêm một điều nữa là cái nước này chúng ta cố gắng là nước trắng. Và khi mà mình về hưu thì họ muốn có được một cái sức khỏe tài chính nó tốt hơn nữa, để khi mà mình nghỉ hưu không phải chỉ dựa trên cái lương hưu của mình thôi. Thì khi mà mình còn đi làm thì mình sẽ dành cái tiền của mình nó như thế nào. Ở đây thì cái ban tổ chức họ đưa ra một cái phương pháp đó là 50-30-20. Thì 50 tức là những cái chi tiêu mà mình bắt buộc mình phải chi, ví dụ như tiền mướn nhà, tiền thuê nhà, tiền trả tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền xăng, tiền chợ này nọ kia. 30% thì mình chi vào những cái sinh hoạt cá nhân.
và mình dành 20%, cố gắng mỗi tháng dành 20% để mình chi vào những cái khoản đầu tư hoặc là những cái khoản nợ mà mình chưa có trả, thì mình để mình giảm cái nợ đó và mình đưa vào những cái mục tiêu tương lai, mình đưa vào những cái đầu tư đó. Thì hy vọng khi mà chúng ta về hưu, chúng ta không chỉ dựa vào cái tiền lương hưu không, thì mình có thể có được những cái khoản đầu tư khác mà mình có thể khi mà mình về hưu mình sẽ vui hơn với cái tuổi già của mình, khi mà mình có một cái tiền về hưu nó cao hơn là cái mức mà mình mong đợi. Thì đó cũng là một cái điểm mà có thể giúp cho cái sức khỏe tài chính của mình nó tốt hơn. Và trước khi quý vị ra về thì Gia Yến chỉ muốn là mình nhắc lại một lần nữa là khi mà chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hơn, tức là chúng ta trở thành một người có trách nhiệm với sức khỏe của mình, có trách nhiệm với chính bản thân của mình, và chúng ta hiểu được khỏe mạnh có ý nghĩa như thế nào đối với mình, đối với gia đình mình, đối với cộng đồng của mình. Và khi mà mình hiểu được cái chữ tại sao mình phải làm như vậy thì mình sẽ quyết tâm hơn để mình làm được cái điều đó. Và cái điều quan trọng nhất trong tất cả mọi điều đó là chúng ta hãy yêu chính bản thân mình. Bởi vì cho dù là người ta chê mình hay ai đó nói gì đi mình, chính bản thân mình yêu bản thân mình trước đã. Và khi mình sống khỏe mạnh, chứng minh là tôi yêu bản thân tôi nhất. Bởi vì mình khỏe mạnh là cho chính bản thân mình chứ không có cho ai hết. Tại phòng khám Hope thì rất là tự hào là một trong những cái phòng khám đầu tiên tại Houston này điều trị về viêm gan B, C. Bên cạnh đó thì những cái bệnh nhân mà khi xét nghiệm viêm gan B ra mà cái sức đề kháng của mình không có cao lắm thì mình có thể chích ngừa được, thì tại phòng khám Hope cũng có cái chương trình chích ngừa đó. Và đối với những cái người có thu nhập thấp hoặc là bảo hiểm không có bao trả cho thì phòng khám Hope cũng có thuốc, và mình chỉ đóng cái tiền là admin fee thôi, mình không có cần phải đóng hết cái tiền thuốc đó. Và với một số cô chú anh chị là mình đã có cái sức đề kháng với cái bệnh này rồi thì chúng ta không có cần chích ngừa nữa.